Việt Nam có ai mặc đồ ngủ bơi lặn ngoài sông trong nước không ạ? À? Hay chỉ có mình Tiun đây? Các thần thú đã đến rồi sao? Các thần thú đến đột ngột quá, còn hơn cá nữa. Nhảy lên đầu lên cổ à. Chạy mặt tôi ôn là chết nữa. Đó. Bơi đi. Em thích đứng giữa dòng sông và lặng và ngồi thiền dưới đáy sông. Sở thích của em.